Rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Dạ. Hello cả nhà. Dạ hello cả nhà. Hello cả nhà. Dạ. Hello cả nhà nha. Dạ hello cả nhà đã đến với kênh Hoàng Phong TV. Dạ. Bữa nay mấy anh em có một cái trò chơi này khá là hại não nha cả nhà, cũng khá là thú vị luôn. Nhức đầu không? Nó gắt là nhức đầu luôn, mới chạy. Trời ơi, chạy thằng. Bóp. Ở đây nè cả nhà. Ở đây có bảng số nè. Bảng vẽ này từ con số 1 cho tới 100 là tất cả các hình luôn nha mấy anh chị. Cả nhà mình thì đây. Mấy em sẽ bắt đầu là chia ra một người thời gian là 1 phút, trong vòng 1 phút đó xếp được 1 chữ lụm 1 củ, khỏi nói nhèo cho cả nhà. Dễ ăn như vậy, dễ ăn thế gì đó, dễ ăn như vậy. Nó dễ nhưng mà không dễ cho cả nhà, nó khó không khó, nhưng mà cái này là luyện cái trí thông minh của mình, như là xả xì chết đó nha cả nhà. Đó thì bây giờ là gì cho em xếp gì trời, đây nè. Bây giờ khỏi giúp gì hết trơn á, 1 chữ một chọn à. Ai chọn gì đó, chữ chữ 100, số 100, số 100 là số gì đây? Chọn 100 là chữ T nha cả nhà, chữ T. Thì bây giờ là mình sẽ làm chữ T nha. Ok khỏi chữ gì hết trơn, chữ T đi cho khó nhất là cấp độ 100 luôn. Rồi sẽ lấy máy bấm giờ sẽ nơi sao giống, khỏi nói nhiều gì trơn, sẽ lấy máy xếp vậy sao không giống nữa. Hình như là mấy này nó sẽ có 500 mấy dính kết nhau á, thế 500 mấy dính này, dính ok rồi hả, nó hở gì thôi nó tiền trao cháu Mốc kẹo bỏ tôi. Bây giờ là chữ tay trước, trong vòng 1 phút từ người ai đi trước, ông là bỏ túi gì đây, bỏ túi nhọn thôi. Cái này nói tao là quá dễ rồi, để tao sẽ làm ship sẵn cho anh em mới sao ship. Đúng rồi, ông tôi ship được là ba nãy giờ xếp được. Bây giờ vô nè, cho làm trước đi, ngay ngắn nè, mỗi người một cái nè, một người sắp một cái nè, không chơi sắp thử, không chơi hay lấy lại, không chơi sắp thử. Thôi quay mặt vô tường đó nè, bây giờ chú hai hành chú tay nha. Rồi vô sẵn tao ở cỡ bấm vợ rồi. Không, cái này tao ủa? Chỉ làm sẵn rồi, làm sẵn cho mình, làm sẵn không xếp thôi, gọi tới mình vô là mình sắp rồi đó. Cái này sớm em xếp được đó mấy anh chị, mà giờ em xếp cũng hết được nè. Em một chữ là của em chắc luôn anh chị ơi, cho nó mấy nèo làm trước đó, tôi làm sau tới chịu nè. Ông thầy từ hồi nãy giờ cho ông thầy trước nè, ông thầy nãy giờ là rất thầm khẩn nhất nè. Quá bay rồi đá chặn lại thầy, phải được 80 kg rồi. Hỏi chú hai lâu vậy hả? Từ xong rồi nè, nói chung là nó ok, vậy là ok nha anh chị. Đó ok nha mấy anh chị, vậy là ok nha. Bây giờ sẽ cho mấy anh em là coi là 30 giây nha, đồng hồ bấm giờ đâu rồi, tao bao coi sẵn 30 giây dữ hả, coi ba vậy coi 10 giây đúng không, 10 giây à, 10 giây thôi là bắt đầu cho coi 10 giây xong bắt đầu là anh sẽ chúng ta không cho nhỏ coi. Coi 10 giây xong là anh sẽ sáo trộn lại nha, nãy giây bộ thôi, đứng ngoài giờ nè. Rồi bắt đầu coi nè, nhỏ rồi đơn giản. Rồi, có gì khó vậy? Giây. 5 giây rồi. Rồi, rồi. Một lót nhạc. Ở đâu là em sẽ sắp xếp xong đó anh chị. Rồi, lót nhạc luôn. Thầy vô làm thôi. 3 giây. Bây giờ một người sẽ làm mấy bao lâu nè? 1 phút. 1 phút trong vòng 1 phút. Ok. Xây vô. Xây vô. Em trước này. Chuẩn bị chưa? Rồi chưa? Này nó đây gì nè. Sẵn sàng chưa? Đừng chỉ. Sẵn sàng chưa? Mình chỉ là mình rất kẹo quá. Rồi bắt đầu. Không, chuyện này của tao chắc rồi. Không chết đi, hết giờ bây giờ ông nội. Dễ ăn lắm, dễ ăn 1 triệu của ngoại lắm. Dễ lắm rồi, kìa. Gì trời. Gì sẽ làm cái vậy? Lại muốn cờ tướng. Đấy, đợi coi. Tập trung. Cái này thêm trên tâm giác là mày được tiểu tài đó. Đúng rồi, hay đúng không? Ừ. Vì cái vô đây gì đúng không? Đúng rồi. Cái tài đó xây. Đây cái tài vậy nè. Quấy gối bạn nè, mình cừ thôi. 30 giây. Đúng rồi. Qua. Lại đúng rồi. Đúng rồi. Cái này là 40 giây đã trôi qua. Chị còn lỡ mười mấy giây nữa. Trời ơi, tay ơi. Sao chú ơi được. Cái súng rồi giống tao rồi, nãy tao đã. Hết giờ. Đúng kỹ trời. Chưa. Ông làm cái súng cái gì trời. 5 giây cuối cùng. Từ từ. 5 giây. 3 giây. Hết giờ rồi, ông nội ơi. Hay quá, hay rồi. Chị Huy, nãy thấy cái này rõ ràng rồi. Tôi thấy nãy... kỹ bay rồi nè, bà xỉn vô nè,
sẽ nãy giờ nó nhìn nhiều nhất. Chứ không, tao phải giờ em thấy đơn giản lắm cả nhà, nhưng mà lộn ra rồi cái nó có cái não cực kỳ luôn, nó không có được. Thì đó, thì bây giờ mở bóng mới xem vô. Bỏ thú trước đây. Trời ơi, là chào xếp cho mày. Chào mấy này mấy cái đầu đất. Đầu đất sực chi. Để em coi chừng nào vô rồi thì coi. Ông vô đó, ông sẵn sàng đi, ông đụng vô đi rồi bấm bây giờ luôn đó. Tao sao gọi tao lấy là lấy chuyện đúng không? Tại chưa. Chút xíu nếu có ai làm gì đó. Gọi tôi làm cái của mày ngắn á, hơn mấy cái vòng mấy vòng này nữa. Ừ, chứ được đi vô vòng. Vô vòng trong, vô vòng trong. Bắt đầu. Trời. Hay quá. Trời ơi, sao mà trời có 14 giây bạn sẽ tới được. Hay quá. Chứ từ rồi, chút xíu mình làm hình khác. Rồi. Cái mày nè. Em nhìn cái là sao? Nhìn nữa cái gì? Cái mày kìa. Gì? Cái mày kìa. Cho tôi thì đó tôi. Rồi chưa? Lên. Bắt đầu. Dục. Trời gì đó các bạn. Gì trời. Làm gì? Nhắc nhà. Xong mấy nhà gì vậy? Ừ đúng rồi đó, nè mà chọn cây nè đó. Đó chẳng có nhà luôn kìa. Cái gì mỏng ngắm đâm ba ngoài dưới trời, mình lấy gì người ta biết được người ta thấy, bấm chọn chọn hoài cỡ ta. Để cho nó sắp sai mình cười được rồi, đừng có quậy nó. Hay đó, gì hay đó, chính xác rồi, chính xác rồi. Hay quá ơi. Cái súng. À. Không phải. Cái súng. Tao tao để cho tao xếp trời. Kỳ trời. 30 giây, 30 giây cuối cùng. Ừ. Quay gói nè, đừng quay gói bằng à. Hết giờ. Đã, 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 đã. Ờ, đây nè. Ờ, hay quá, cái súng, bắn ai. Cái gì? Nó ra đó. Bắn, bắn. Đừng nói ra hoài, nó ra, nó bí giờ bây giờ. Hết giờ chứ phụ. Hết giờ rồi ba ơi. Rồi ra đó, ra ngoài nè. Vậy, hết giờ. Hết giờ rồi, Hoặc ơi. Cho làm đôi cái được không? Vậy trời. Tới là lỡ. Chưa, tới về, tới vòng đi quên. Một lát ai ấy chơi giống sỉnh kìa. Cái này chắc mình chơi ba cuộc thi đưa ta, chứ con cuộc quá mau à. Thì ba cuộc mà. Chung kết chứ mình sỉnh nè. Chung kết nữa. Vô. Nhọn nè, tới mày kìa, nhọn, vô mày. Khoan, để tao cái này để trọng tài, chung xíu trọng tài sẽ kêu sắp hình khác. Ừ. Rồi, ok. Nhìn nè. Mày nhìn. Đã bảo với cả nhà lâu xíu, 5 giây. Rồi, vô. Uy tín không? Uy tín 5 giây. Sẵn sàng ngồi xuống đây để ngồi 5 giây thôi cả nhà, khỏi nhiều. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 5 giây là nó đi ra đó. Bắt đầu. Để coi hình nào để cho anh em xếp thôi. Đó là chiếc tay đó. À, trời ơi. 13 giây. Hơn xỉnh dây nữa. Em phải nhìn mấy người đi chứ, có kinh nghiệm đó nhà ơi. Ôi sao giống lại gì vậy trời. Nhanh hơn xỉnh dây nữa không. Chơi gì em dở cho em nội ơi. Coi hồi nãy là cái gì. Mình phải đi sao, mình không biết mình phải đi sao mình. À cho xây lập lại nè. À ừ. Đó đúng đó, rồi đó. Gà đó. Sai rồi. Gì trời. Làm gì vậy. Em phải nhìn mấy người đi trước. Tin làm cái côn hiện. Trời ơi, lại tà coi em phải xây nãy giờ 2 phút rồi, cho thầy dây ra đây. Chơi chồng mới nè. À vậy hả? Bắt đầu tới chơi hình khác nè. Đó. Hình này là nói chung là cũng quá dễ dàng với mấy anh em rồi. Hình gì? Rồi. Chữ tay. Chữ tay hoài giống nội. Ấy là không. Ở dưới không này mới hình, mấy hình dư trắng này là mấy hình khó nè. Khó nè. Hình này đi. Hình này nè. Hình này hả? Ừ. Hình đó chắc 3 phút. Hình đi kép. Hình nào? Chờ nó tăng độ khó rồi. Ừ. Ngẫu nhiên. Chứ mờ gà. Chờ nè. Chờ nè, 99. Ừ, 95 đó. Ừ, 95. Rồi, ok, chờ hình 95. Chờ hình này mấy anh chị. Hình 95 nè. Nhức đầu à. Giỏi quá. Rồi, xếp đi cho ta coi. Hồi nãy tôi thắng chứ sợ thắng không? Vô chung kết đó. Tôi chơi lại hết mà. Chờ chứ, chơi lại mà. Cái này mới vòng 2 nhiêu. À. Tao còn cơ hội tôi gỡ chứ. Cái này xếp cho coi ha. Đúng rồi, cho chú Hai xếp cho coi nè. Rồi. Cho ông xếp đi. Xếp tới chèo luôn hả? Cái này căng với ta. Ôi, quay cho ông đi cho người ta mại mổ ngoài này. Trời ơi, xíu nhìn theo sao. Trời ơi, trời. 2 phút đi. Rồi, 2 phút luôn. Rồi, bạn nhau vô chứ. Lên. Ta ngang. Rồi, chưa? Ok. Bắt đầu. Bạn dễ đó luôn đó. Rồi. Bắt đầu.
Hay lắm rồi Nhọn ơi. Rồi rồi. Đi em lại cái đi. Chỉnh lại cho nó xịt. Mà cái này có cho đọc cho mấy người kia coi không? Mấy người kia coi chút xíu là làm theo y gan sao? Là... À, cho mấy kia ở ngoài quá. Tao làm thấy hết trơn rồi sao? Ừ. Rồi. Rồi lấy mày làm đi. Quên ở ngoài. Đục đầu. Gã này còn phút giữ nữa đó. Chưa. Mày sống mày ơ. Những này sao đỡ được cái này? Cái gì ra? Mày sống mày ơ. Ờ khó nè. Cái kia thì nó quá nổi tiếng rồi. Đúng rồi. Vậy. Còn tới cái này nhỏ lớn chưa làm. Kỳ gì trời. Kỳ gì trời. Kỳ gì trời hả? Xong rồi anh em ơi. Xong chưa? Chưa chưa. Xong một phút rồi đó. Nhìn kỳ cục như trời. Cái đó khó ha. Này khó nè anh em ơi. Đó đó, dễ ăn đâu ngang. Hay. Rồi chắc mua thêm vài miếng nữa sắp cho mày. Một phút 20 giây nó trôi qua. Chưa chưa. Vậy là còn bốn cái giây hết đúng không? Ừ. Rồi ok. Bởi vậy mà muốn rút kiệm cho nhỏ làm trước đi, đừng mình đừng có làm trước. Nếu mà cái vòng này nếu mà cái vòng này không có ai thắng là hai bạn này bị loại nè. Có hai bạn này vô chung kết. Ừ vậy đó. Hai bạn này sẽ làm cái hình khác nữa. Trọng tài ác với trời. Ừ. Tại vì mình đâu có thắng được cái vòng nào đâu. Nếu cái này mình thắng là mình vòng sau. Nếu mà mày sắp được vòng sau thì vô tiếp tục vô vòng trong. Ừ. Mới chú lượm 1 triệu đó. Hết giờ. Chưa. Sao mà trọng tài tao không mới hết giờ muốn nói hoài. Mấy phú vị. Đứt đầu. Chính xác rồi, đi ra ngoài đi ông nội rồi. Đã. Tôi xin gà. Xin nè. Tôi xin vô luôn đi. Xin chơi. Cho hai thắng. Tôi chớp phải không? Ừ. Ra ngoài kìa ông ơi. Vậy, tôi thích ở đây tôi coi trời. Ừ. Được chưa? Tôi nhìn bản vẽ đó, được chưa? Rồi. Rồi bắt đầu. À, xin này đúng rồi, xin lùi lùi, lật tới lật lùi lại. Lật tới lật lùi là lật ra ngoài luôn. Sao nhìn sao bắp mặt cho tận? Nhìn nó ra trái đâu thấy đâu tại cái nó che là che là cái đầu đó rồi. Cái gì đó cả nhà chơi thấy gì á. Khó ăn lắm á, thấy nó hại não lắm. Cái này là luyện trí não cả nhà. Cái này mà xỉn thắng nữa là dừng luôn đó. Ờ à, dừng luôn đó. Cái gì trời? Cái gì? Sao thành vậy trời? Gì quá, không phải ba cái cạnh sao dài đâu á. À. Phải cho hai bên bằng nhau mà. Ủa, gì kỳ vậy? Cái này đưa ra, cái này canh này đưa ra mới đúng nè. Hết giờ đi trong tài đừng cho hắn. Đó. Hay ơi. Đúng rồi đó. Kiểm tra đâu mới được. Đúng rồi. Hay lắm quý. Hay lắm. Chính xác. Đúng rồi. Ơi chào hay vậy? Chính xác. Nó nhìn được à? Nó ăn luôn rồi, nó thắng luôn rồi. Khó chơi. Nếu mà mày chơi vòng này với vòng sau mày thắng nữa là mới được. Thì cũng chơi đều chứ bộ. Hai cái thì sao chứ tao không như sai nè. Gì vậy? Hai thằng đục đầu vậy. Hay quá. Rồi à, cũng chơi nhưng mà nếu cái vòng này không ai sắp được thì sẽ thắng. Ừ. Vô. Vô đi. Vô đi. Sao nhìn gọi rồi đó. Tôi ngon chưa? Rồi chưa? Gõ nhà. Quang để từ. Rồi chưa? Rồi. Rồi, vô bắt đầu. Gì? Trời. Sắp vô tay là nơi vậy? Từ từ chờ ông thắng từ từ chờ. Ừ. Đỏ vàng xanh. Hay quá. Đỏ vàng xanh. Thì đỏ vàng xanh thì có ba màu đó đó. Xanh vàng đỏ. Hại não hơn nhau rồi đó. Để tao được chờ tao mua thêm 2 miếng nữa cho mày lắm. Đã. Im. Lòng tem ơi. Lòng tem. Ừ gì đó. 1 phút. Ừ. Chưa. Hay lắm nha. Ê, đừng có. Ê. Trời, chính xác. Gì vậy? Hai
Rồi, tôi có cơ hội, tôi có cơ hội. Xây nè, vô. Vậy là dỗ lỗi đúng không? Rồi, sao lại đó nó mày? Còn cuối nữa nó phải. Mà vòng đấu thắng còn gì? Đấu thắng chặn rồi. Ừ. Rồi, vậy là ba mình đó. Ba mình, tôi là hai đó, cái sao tôi ăn được cái tôi ăn luôn nè. Xây, xây là làm cái này nó không được là đi ra ngoài luôn đó. Rồi chưa? Ăn gì ăn đi, tao hỏi rồi chưa, đang tao bấm giờ. Rồi. 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 Tiếp đi. Rồi đó giờ này nó muốn sắp gì nó sắp, làm gì nó làm. Hay lắm nha. Chưa hay lắm đâu. Hay lắm nha. Trời ơi. Ông này ơi nè, ta canh gió lạnh. Không. Không thằng thẳng này. Em sắp cái gì trời. Đợi đợi ta đi. Ta sao đâu ta ta sắp. Đối thủ của mày đó. Sắp mày tinh thủy gì nghe. Cái súng rồi, vô cái súng rồi. Cái này mà nó vô nữa là. À, ừ, đúng rồi đó. Chính xác rồi. Anh làm với tờ nãy gì vậy trời? Rồi đó. Vô đó. Tính làm cây trẻ. Bố đậu làm cây làm chuột à. Làm cái sấm sét á, sét mấy em này cho mà mình lãnh giải. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nè thằng này, cái mình làm gì nó làm, vô vô đấu với mày. Vô đấu với tôi. Gái này còn 50 giây nữa. Nhức đầu hơ rồi. Thấy gì đó chứ hay vô là nhức đầu chứ không giỡn đâu. Đỏ xanh vàng mà nó hay đỏ lắm. Đỏ xanh vàng hay lắm mà. 40 giây nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nãy là, à, không phải đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi. Còn bao nhiêu? 15 giây nữa. 15 giây nữa. Rồi, chuẩn bị nè. Bạn say chính thức bị lỗi, không có đường nào thắng nổi chứ để gì sao thắng nổi? Để gì sao thắng nổi? Có đường nào ra hình tới đâu? Ê! Ai đâu ơi? Đi gan rồi. Rồi chính xác rồi, đi vô ngoài luôn đi. Xíu cái gì trời? Đúng rồi trời. Xếp hình chu tướng. Đâu không có đúng. Gần đây nè. Gần đây nó mới đúng nè ông nội. Không đúng đâu, quay cái kia lại. Sao xến? Sao xến? Nó cái màu đỏ dạng nãy bên đó là đúng rồi đó. Rồi thôi, chung kết đi mày ơi. Thua rồi, nói chung là qua chung kết đi. Thôi, bây giờ cái này nữa đi. Đó, rồi. Còn 3 đó. Gác 90 nè. Rồi. Không, tôi sẽ tăng cái độ khó lên cái cuối cùng này nè. Nè, có nghĩa là 99 nè. Không, tôi chơi 93. Rồi, 93 phải không? Thử hình 93 cả nhà. Vô cái này 1 phút thôi. 93 nè. 93 chơi 1 phút. Còn cái lỗ chân giữa. Cái lỗ giữa nè. 1 phút 1. Đã chơi rồi đó, chung kết 1 phút có rồi. Chung kết tay có. Rồi, mấy ông chiến đấu ra ngoài trước kìa. Rồi, nãy ai thắng trước, nhận thắng trước thì nhận vô trước. Xịn. Xịn. Chung kết. 93 phải không? 93. Chung cho phong điều trước đi. Thời gian nhiều sướng nè. Chung kết cho 1. 3 phút đi. Bây giờ cho xịn vô trước nè, nhận xịn thắng đó. Cái gì? Chỉnh thắng. Từ hôm vô trước đi. Cho Phong vô trước đi. Rồi, vô Phong vô đây mày. Bây giờ nói chung là vẫn giữ thời gian cũ là 2 phút. Ừ. Đúng rồi. Hơn không kém. Ừ. Rồi đầu ai sẽ lên xung phong lên nè. Đã hàng thắng rồi, lên trước đi. Rồi tôi chơi trước cho. Rồi, lên đi. Lên. Dít dít bán. Thắng vòng này nữa là mày mới vô đó. Ờ, cái gì? Còn mày không thắng. Ờ, không thắng là mày lại lỗi luôn á. Rồi, vô. Thắng 2 trận hết rồi. Gì thắng 2 trận chưa hả? Nhọn, nhọn. Nhọn trận nè. Nếu mà nhận này, mày với nhọn mà thằng nào cũng thắng là vô chung nữa hả? Là phải chọn thành xỉn. Bắt buộc hai ông nội này phải có một người bị lỗi ra mới được. Đúng rồi. À, vậy này vô chơi trước đi. Vậy xỉn chơi trước. Tôi thắng 2 rồi đó. Anh thắng 2 chơi trước. Phải được không? Hình như chính chính hả? Gì không? À, 93 nè. 93 kìa. Nè, có lỗ giữa đó. Lỗ giữa nè. Được chưa? Khác cái bà kìa đi, con lỗ kìa. Rồi, để thẳng nha, không có cho sắp đó. Rồi, chứ nào chơi rồi đó. Tôi đi ra ngoài, tôi cũng bị coi hai ông này đi ra sao kìa. Ừ, sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu. Chặt thẳng kịch tính á. Nhìn kìa. Nó thủ mày nhìn kìa. Thôi đâu, mình cũng không biết được. Nó nhìn lặng lặng nó không biết được đâu. Được chứ, dùm được chứ. Được. Chơi giải cho thằng xỉn mẹ đi ba. Ừ. Đủ, chơi giải trời. Chơi giang mày. Mày không được chơi bây giờ, chơi chơi. Sao mà nói vậy?
Tại vì bắt buộc phải có người lội về. Đúng rồi, tôi không lội thì cũng anh em khác cũng bị lội. Đúng rồi, ai vậy thôi. Tôi là lát là vô hình đó tôi lấy được đó trong vòng 20 giây. Vô mấy này hơi kịch tính là tim đập hình thật thật đó. Cái lỗ kia nó nhỏ nghe xỉn. Xỉn thắng nữa là xỉn được một chủ rồi. Mà hai tao khỏi chơi luôn. Xỉn thắng rồi, hai thằng khỏi chơi luôn. Thắng thì khỏi chơi luôn rồi. Phải chơi chứ. Chứ nó thắng rồi nó ba vòng rồi, rồi chơi nữa cũng thua nó à. Thắng nữa hai, nó thắng ba có gì được. Một thúc đã trôi qua. Xỉn nó hai xỉ. Rồi xong mấy mày ừ. Thấy không? Chưa, thằng này nó đánh tâm lý dầm lên. Đậu nó đánh tâm lý hoài như vậy. Hình như tao thấy cái góc này lại góc vuông mà. Không có được gợi ý nè. Gợi ý à, ở ngoài thôi. Thì cái... Tôi là mọi người đó còn gợi ý nữa. Thì cái hình nó góc vuông. Chắc cho vô chân ra sao. Ra sao này rồi đúng không? 30 giây cuối cùng. Đợi nãy nó nhìn ra. Mình đứng coi không hợp lý không bằng với ta đâu. Đúng rồi. Mình tự giác đi nghe, đừng để trọng tài lội thẻ đỏ nghe. 20 giây cuối cùng. Trọng tài thẻ đỏ hả mệt đó. 15 giây. Thật dạ bé, đi chơi khó dữ gì trời. 10 giây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Trời ơi, trời ơi. Đã khó chung kết rồi ăn. Thì sẽ có lỗi giữa là khó à. Xung không? Sẵn sàng chưa nè? Hai thằng, một thằng, một thằng thắng là vô chung kết đó. Sẵn sàng. Bắt đầu. Còn hai thằng thua luôn là đúng luôn đó. Ừ, 93 đó. 93 đó. Đang thắng vô rồi. Đang thắng thì nó vô đấu tranh gì. Lấy cúp về cho đội nhà. Rồi xong. Một con chim én bay ra khơi. Thằng này bị lội rồi, nó vô đây đánh tâm lý giùm rồi. Hãy chờ. Ôi ơi ơi. 20 giây, 20 giây. Sẽ nãy gần thành, giúp sắp thành này. Liệu có làm nên cú hết chip? Hình như kỳ giống đầu chứ. Thôi, thôi, xin. Nói xin. Nói xin. Hey. Góc nhọn trên đây đâu. Nữa. Nữa. Đứng hoài, quá gian quá. Chia tiền xin ơi, 500 nè. Má em dặn là phải xếp như Ngọc ngà. Cái gì là nó vậy trời. Cái vàng theo sao. Rồi ra hình ơi. Ra hình ơi. Một phút đã trôi qua. Ê, để tao chạy tao mua thêm bộ nữa cho mày gáp ha. Mày chở. Chập nó, chập nó. Trời ơi, nó nhọn á. Cái gì vậy? Không xếp ông nậu ơi. Trên nó nhọn hả? Tao à, xếp gì vậy? Chết gì không? Cần tao không? Cần tao không? Thôi thôi. Hụ đâu vậy? Đi thêm chưa. Một đi thêm một đường nữa không được. 30 phút, 30 giây nữa. Đi thêm một đường nữa không được rồi. Rồi, chuyến này chắc lọt vào tay của Minh Xỉn rồi. Xỉn thấy mẹ đi ông nội ơi. Hay! Một phút 30 mấy giây rồi nè. Mấy giây rồi. Ủa, cái này nó hình ấy hả? Đầu nhọn nó trên mới đúng. Chết bà ơi trời. 15 giây cuối cùng. Trời xong rồi. Chỉ cho mày lấy cái chỉ cho tao thua đó, cho mày thằng lắc hai người chia ha. Chị ba. Hồi nãy đúng rồi, nãy là gì đâu đúng mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lên, lại lên. Hết chưa? Lên ra ngoài nè ông ơi. Ủa tao lại hắn tao dính nó không thắng là chỉ nó thắng đó. Ừ. Thôi chưa? Thằng cái rồi, 94 phải không? 93. 93 hả? Hồi nãy đẩy vậy là ngay đúng rồi đó, mà sao cái đó sao không vô đi? Không vô khớp. Hoa ngang. Bây giờ tao nghe cố nhìn đi, thì nhìn đi. Mình gợi ý là mình mắc 1 triệu đó. Gợi ý là cho thẳng hay thay đổi ra ngoài ra trong tay. Ai gợi ý? Ok nè. Ok. Rồi bắt đầu. 2 phút. Rồi lên. Rồi. Lắm. Mày xong rồi. Hay đó nhọn. Khoan gì cũng bấm rồi chứ còn khoan gì nữa chứ. Khoan vui. Đi trời kỳ trời. Lầm đường lỡ bước. Căng não chứ hả? Căng não à. Lẹ nhau ơi. Lẹ gì trời, ông nội này 2 phút của người ta mà lẹ gì? Đừng có đánh tâm lý bạn coi, để cho bạn tập trung nè. Đúng rồi đó. Đúng là 30 giây rồi đó. Hay rồi đó nhọn ơi. Sắp làm gì vậy trời? Gì trời?
nghiên cứu lại coi không. Cái nãy của tôi là độ mới gần đúng rồi đó. À, chúng tôi xếp lại được đúng rồi. Một phút đã trôi qua. Đúng rồi, một phút đã trôi qua rồi. Đây nè, chút xíu sư phụ gáp cho coi nè. Hay 40 giây cuối cùng. Rồi đó ra cái hình là ăn câu quá rồi đó. Nó khoảng sao, tại vì nó có đường thẳng xuống nè. Chút xíu sư phụ gáp cho coi, định sống mắt. 30 giây cuối cùng. Chứ từ từ gì cứ làm đi thoải mái. Thời gian thì nó đâu đợi mình đâu. Thời gian thì đâu đợi mình đâu, cứ làm thoải mái. 20 giây cuối cùng. Ừ đúng rồi, chạy gì. Cái thân mình xanh lên đó. Cái này là phải đây, cái nằng này ở đây rồi nè. 15 giây cuối cùng. Rồi, chính win. 9 8 7 6 5 4. Cao thưởng luôn nha cái nhà. Rồi hết giờ. Rồi, bắt đầu sẽ trọng tài sẽ thử sức nha mấy anh chị, bấm giờ nè. Rồi. Rồi đặt luôn đi. Nó 4 phút rồi lụm. Trọng tài thử sức nè. Nó gì đúng không? Nó gì? Đúng rồi. Ok, nó gì? Hay rồi đó. Hay quá sư phụ ơi. Phải không? Có người ta góc thẳng đứng nè, sư phụ đúng luôn rồi đó. Ê! Ok. Mày với trời. Ờ, trọng tài đúng rồi, trọng tài hay rồi, quay quay. Ok, chờ mấy chị. Bởi vì trọng tài không cho chơi là phải rồi. Ok à. Nhìn thấy mình làm. Rồi, nhìn lát là biết à. Nhìn lát là cái này rồi, chứ tôi không có nhìn thấy ông làm à. Nãy giờ đứng nhìn gõ gần. Trọng tài mất có 30 giây là sắp xong, còn mấy em mất tới 2 phút. Tại mình không có tại vì hồi nãy cái nhầm của mình á, mình bị lao vô là cái này nè, là mình bị lao vô hồi nãy là cái kiểu mình bị lao vô gì nè. Ừ. Đó nên là tại nó không có ra hình đó. Mình gấp ngược á. Ờ gấp ngược. Nhưng mà là ra là cũng như bên số 2 nè. Bây giờ mình cứ đi theo một lối mòn, mình cứ lối kia đó mà dính. Đó đi như vậy. Thì nói chung là ở đây chơi 3 vòng. Đúng rồi. Nãy giờ chơi 3 vòng đó. 3 vòng. Mấy vòng? 3 vòng. 3 vòng thì mình sẽ thắng được 2 vòng. 2 vòng. Sau đây em sẽ tiến hành trao thưởng. Trọng tài 5 xị và mình xỉn 5 xị. Đủ đá đi. Đều gan. Thôi nói chung chơi thôi, trả là mình xỉn nha mấy anh chị. Hay vui. Nói chung là quá hay xuất sắc luôn. Vận động đầu óc dữ lắm là mới chiến thắng nha mấy anh chị. Còn mình xây là không thắng được vòng nào hết. Chết này mình xây đã giành được cái ngôi vị ăn cuối cùng của ngoại phòng. Là không được quyết được vòng nào hết. Cười được, cười người ta nè. Thắng một vòng. Nhỏ một vòng. Hoài Phong 2 vòng. Em một vòng, một vòng. Và từ nhỏ một vòng, mình xỉn 2 vòng. Dạ. Nói chung là khá là cuối cùng là thục và mình xỉn. Dạ. Vậy thì nói chung là chơi nói chung có quá thú vị, nhưng mà đầu óc nó vận động lắm cả nhà. Nó nhờ anh chị nào có con nhỏ rồi đó, mua cái này về cho con mình nó rèn luyện trí thông minh đó cả nhà. Thì rất là hữu ích luôn nha. Cái này mình người lớn mình cũng làm được bình thường. Người lớn cũng làm được bình thường. Dạ, thì thôi clip này khá là dài, tụi em xin dừng clip đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian cho hết video. Giờ này tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở clip theo nha. Bye bye cả nhà nha. Dạ, bye bye cả nhà. Dạ, bye nha. Bye bye.